Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì các bạn đã xem cái clip mà tôi gì ta? Nướng thịt à thịt nướng ngoài ban công đó. Thì nói chung clip đó là tôi quay cũng được mười mấy ngày rồi, ở đợt dịch đâu đó tôi quên luôn rồi. Bây giờ người dịch với tóc tai bù xù quên hết luôn rồi. Thì nói chung là mới sửa đây cho bạn cùng xem, nhưng mà hôm nay thì tôi nhân một ngày gọi là quá thèm cái cơm tắm các bạn. Thì để hơn chắc phải cỡ tầm 6-70 ngày gì rồi không ăn cơm tắm rồi á, thì quá thèm nên là hôm nay quyết định sẽ làm một clip đó là thử chế biến một cái dĩa cơm tắm, một điều mà chưa giờ từng làm. Bây giờ là sẽ xuống siêu thị để mua một số cái đồ ướp cơm sườn này, với lại là mua thêm cái gọi là hành lá để giờ làm hành gì ta, mỡ hành các bạn, tóc mỡ hành á. Thì tôi sẽ làm một dĩa sườn cộng nướng cơm tắm rất là ngon luôn, tôi nghĩ là tôi sẽ làm ra được cái món này. Giờ đang ở trong cái khuôn viên trong cơ của tôi đó mà đi ra siêu thị đã mua các bạn. Quán xé trong cơ cũng đóng cửa hết luôn. À thấy không? Giờ này là mới có gần 2 giờ. Thường thường là mấy ngàn hộ dân luôn. Ở dưới đây không bao giờ thiếu người. Nhưng mà giờ chỉ có những cái chú bảo vệ hay là những cái hộ dân nào mà cần đi mua đồ ăn đó, rất là ít luôn. Đi thiệt là xe mới gặp được 1-2 người. Giờ là nhà cách nhà, người cách người các bạn, người ta hạn chế ra đường lắm. Nói chung từ cái lóc của tôi qua siêu thị khá là xe nha. Đó, anh sẽ xe có một người đang đi siêu thị về nữa kìa. Trong vô số siêu thị rồi, các bạn thấy chợ hàng đồ là trống hết luôn. Chỉ có bữa nay được vài món trái cây, rau củ quả. Giờ đang đi xuống hầm để đi cho mát các bạn ơi. Đây, tôi đã mua được dưa leo với cà chua. Tính mua hành để giờ làm mỡ hành, mà thực sự giờ kiếm trồng hành rất là khó luôn nha. Biết vậy mấy ngày trước tôi đã chủ động trồng hành lá các bạn. Bây giờ này đã có một đĩa cơm sườn gọi là thơm ngon luôn rồi. Giờ thiếu mỗi hành lá nữa thôi là nó sẽ re luôn rồi. Rồi, thì nói chung chỉ mua cái cà chua với dưa leo để trang trí cho cái dĩa cơm sườn thôi, chứ không có một cái gì để mua luôn. Như các bạn thấy á, thường thường ngày là những cái sạp đó nó sẽ đầy ép luôn, nhưng mà hôm nay là trống hết, chỉ có vài củ que leo que vậy thôi. Rồi ok, nói chung là sau khi đi siêu thị về các bạn thì chỉ mua được cái này với cái này thôi, còn cái này bữa trước tôi đã mua rồi. Đây, đây là 112.000, đây là sườn cóc lết thì sao á, gọi là sườn que các bạn. Nói chung là sườn này nướng lên ăn là tuyệt vời mặt trời luôn. Là sườn cộng, nói chung sườn nhiệt cực, nhưng mà là nướng, đây là sườn. Rồi bây giờ là sẽ bắt một nồi cơm này. Đấy, hai quả trứng để làm ốp le, sườn ốp le, trứng ốp le. Chứ còn nếu mà làm bì ché đồ này rất là kỳ công luôn. Bây giờ mua cái nắm mắt mèo đồ nói chung cũng không có các bạn. Trứng giờ cũng còn năm que cũng đủ làm. Thôi giờ chỉ làm món một dĩa sườn basic 35k, đó là sườn cộng trứng ốp le, thêm mấy miếng dưa leo với lại là cà chua với lại nước mắm đã. Vậy thôi, nhưng mà bảo đảm nó sẽ rất là đẹp. Còn ít hành phải không ta? Đây, nói chung là các bạn thấy không? Hành ba khi bạn mua nhiều bao nhiêu đông á thì sẽ giữ được rất là lâu nha. Đó, thì tôi còn mấy cọng hành, chút mà tôi sẽ làm tóp mỡ. Đây, thì bây giờ đầu bếp Xuân Thao sẽ vô bếp, nhưng mà dàn bếp cũng ok. Cho ta. Đây là nước ký sườn nha. Đây là sa tế. Ủa? Sườn nướng. Đúng vậy? Phải bỏ cũng được. Nghĩ sao sườn nó quay tiệm lại bỏ sa tế đúng không các bạn? Trời ơi, tôi cần phụ bếp ngoài rồi bày dạy, cần cái nước sốt ướp thịt thôi, nó ra màu thơm hơn là được rồi. Rồi, nói chung là để bỏ cái này vô rồi nha, đây là nước sốt thịt á. Rồi giờ bỏ tiêu nhiều quá. Ok, chơi luôn. Tăng đường không ta? Không, hết. Rồi bây giờ là sẽ ướp tiêu với cái này đó, giờ tôi sẽ đảo đều nữa. Công thức ướp sườn bí truyền nha các bạn, chỉ bằng một chai nước sốt trên mạng thôi. Chứ cũng không có gì sâu xe hết. Hình như phải thắng nước đường nữa. Nước đây có nước màu này các bạn. Đây, bếp xưa nước màu. Tôi sẽ cho thêm một ít vô để cho nó có màu giả đẹp. Rồi sau đổ luôn. Rồi, đấy, ít thôi nha. Thì đủ rồi nha các bạn. Ít thôi. Rồi, giờ mình sẽ thêm một chút mắm ruốc vô. Đấy, giờ rồi. Nước mắm chút mình chấm mình ăn rồi mà nước mắm chi nữa. Muối tôm tên anh kèo ở luôn. Ừ, coi còn gì gom bao hết luôn. Bơ, dầu, phộng rồi.
Mẹ con giàu, con giàu không ta? Nói chung hồi xưa các bạn, thì tôi có một thắc mắc là không biết ở nhà chung cư á, thì trong khuôn viên rất là chật hẹp với lại là ở công cộng nữa, nướng á thì không biết có bị gì không. Thì nói chung là tôi vô thì ở ngoài ban công nó không có cái lỗ hút khói nữa, với lại bởi vì tôi cũng biết được là ở chung cư là rất bất tiện trong việc nướng đồ là bằng than á, nên là tôi đã mua một cái loại than gọi là than không khói để về làm ở trong cái khuôn viên ban công nhà hẹp nhà tôi. Rồi đây, than không khói không cháy luôn. Đây là cái lò bích bích dạ hỏi, nói chung rất là gọn luôn, mình có thể đỡ ba lô và đi du lịch. Đấy thì danh trí hồi bữa tình hình dịch nó nhẹ bớt á, vẫn không cho ra đường nhưng mà vẫn có thể ship được sơ sơ thì là để đạt được cái lò này chỉ có 150.000 thôi, cộng luôn tiền than các bạn. Thì tôi sẽ khui ra làm clip sườn nướng này, nói chung sườn mà nướng bằng cái lửa than này á, thì nó mới tuyệt vời, chứ còn sườn mà nướng trong cái lò nướng hay là chiên rồi lên á thì nó đâu gọi là sườn công sườn đâu. Cơm sườn phải là bình dân, phải là nướng bằng than vỉa hè than không khói. Đây, đây là than không khói nha. Chắc vài cục là nướng được rồi. Ba cục, được mấy cục ra? Thì một tí đó. Cần đập ra không ta? Em biết đâu, nào giờ em biết nhúm mà. Biết nhúm nhưng mà cái than này sao hết? Nó kỳ kỳ á, cục nó bự quá, khó nhen quá. Thôi, để vận dụng kinh nghiệm. Đó, giờ là nhen nó được là một cái vấn đề, các bạn phải giỡn không? Này là Thảo đang ôm lại kỷ niệm trên ngọn đồi Đà Lạt năm ấy. Đó là kỷ niệm với lò than mà ở bên cái nhà trọ cổ cũng nhóm quả gì. Mà than đã khói với lại là nó bình thường, mà than này thấy lạ quá. Mày than này than kiến bốc cũng cháy, thấy đẹp quá mà. Mà thấy nó dơ tay là thấy cả đường giúp này. Tôi đang chậm lại. Rồi. Đây phải có bình khò nhưng mà sử dụng có bình ga nữa. Không, mình bỏ lên bếp từ mình nướng trước cục than cho đỏ xong mình đem ra đây. Mình nhìn ngọn lửa nhỏ nhỏ này không biết có nhóm được không đây. Nhanh tới xuống nhà xe sẽ lít xăng lên. Rồi ok. Giờ tôi đợi tôi dán được, tôi nhóm được cái lò than xong rồi mới là quay lại tiếp nha các bạn. Nói chung là sau nãy giờ phải cần nửa tiếng đồng hồ ngồi nhen lửa thì bị một sự cố là không nhen được. Bởi vì một mảnh giá nhỏ xíu như này mình đã đốt chụp cái đây thì không được. Với lại là ôi sao ta? Cái giấy này đốt cái than này ngồi vô ít luôn. Tôi mới đem cái than này vô trong cái bếp điện từ để hơ cho nó đỏ lên á thì nó rất cái bụng rất là ghê, nó nô lách tách với lại nãy giờ cũng nằm 5 phút mà nó không có đỏ lên được miếng nào luôn. Nó chỉ bị xém khoảng xíu rồi đây à. Thì là nói chung là không bỏ cuộc, nói chung là làm gì vậy phải cuốn tới cùng. Thì bây giờ chỉ có bỏ khi là nó bất khả thi thôi. Bởi vì không phải bất khả thi gì nhưng mà giờ theo tập hóa mua cái bình ga khò thì cũng được nhưng mà không ai bán để mà mua, không mua được nên là bây giờ chỉ còn cách đó là nướng bằng thiết bị điện tử thôi. Thì nói chung là sau một hồi mà quyết định là nướng cái bàn than không được thì tôi đã đưa vô cái lò nướng. Thì là nướng trong vòng chắc là phải tầm 1 tiếng á. Nếu mà nướng ở ngoài kia thì nó sẽ cháy xém xém á, nhìn nó đẹp, với lại nướng bằng than ăn nó ngon hơn. Đó là theo cảm nhận của tôi lúc nào cũng vậy hết á. Nó cái gì mà nướng bằng kiểu bằng than nó cũng ngon hơn. Rồi, còn bên đây là tôi đã thái những cái dưa leo với lại là cà chua này, tôi chuẩn bị trang trí này. Còn một ít nước đây là lát nữa sườn nướng được khoảng cỡ 30 phút á thì mình sẽ đưa vào để mà mình làm cái độ khét cho nó. Bây giờ sẽ lấy cái lần nướng thứ nhất xong rồi nha. Bây giờ sẽ lấy cái này. Ui, hấp dẫn quá. Rồi, để đây luôn. Nó không có bị khét thôi chứ nhưng mà cái màu của nó cũng rất là đẹp nha. Để đây luôn. Để đây. Tôi đợi trên đó nó nóng. Để không sao, cái này để nóng được mà. Cái bếp. Rồi. Okay, bây giờ sẽ quét thêm cái đợt nước. Giờ là sẽ chớ thêm cái đợt nước. Ê, ho, để em chớ cho. Thôi, bỏ tay, vô. Rồi, ok. Bây giờ là sẽ đến châu. Đấy. À, nãy vậy nói gì đó tôi làm được đâu. Thôi. Trời ơi, bạn nhìn này. Thịt nó phê. Không khác gì ngoài tiệm luôn. Biết chín chưa nữa. Cho cắn thương miếng thôi. Nè. Đây, hơi không, trái đi. Ví dụ như cái này nè các bạn, y chang như cái BBQ mà gọi là
xem xịn mịn luôn á, nó có cái xương nó lòi ra luôn rồi kìa. Cho anh nè. Ừ, chút mà cho anh mấy cục xương cho anh. Rồi bây giờ là cứ quét vậy xong rồi sẽ bỏ vô nướng thêm một lần nữa nha các bạn. Rồi, còn bên đây là Châu nó làm mới làm một cái nước mắm kẹo này. Biết ngon nữa, nhìn nó kẹo thấy giống giống rồi đó. Rồi, bây giờ đợi thịt sườn chín nữa tôi sẽ set up một cái dĩa cơm sườn rất là bài bản cho các bạn cùng xem luôn nha. Bây giờ cho một hồi chặt vặt rồi nhóm hai không được thì quyết định nướng trong cái lò nướng thì nói chung cách quay nó cũng thành công khá là mỹ mãn. Thì các bạn coi cái màu này, đâu quay gần cái màu lại đi. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Có khác gì một cái sườn cộng ngoài tiệm không? Miếng nào là thấm miếng đó luôn. Đấy. Đây đây, coi cục này thích cục này nhất này. Giờ nó có cái xương các bạn, nhìn nó. Cháy nữa này. Rồi ok, bây giờ sẽ bỏ lên dĩa cơm sườn nha. Thì mua sườn lát này cũng được. Thì cơm tắm thì là phải ăn sườn lát nó mới ngon. Nhưng mà sườn que thì nó ngon hơn, bởi vì nó mắc tiền hơn nữa các bạn. Ra tiệm lúc nào bạn đợi coi. Sườn lát thì dĩa 25, 35. Còn sườn que thì nhiều khi là 50, 70 ngàn một dĩa. Bởi vì cái sườn que này rất là mắc. Ở chỗ là nó sườn ngon hơn, sao nó có gần nữa. Nhưng mà thường người ta sẽ gọi là sườn cộng. Rồi bây giờ bỏ dưa leo lên nè. 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng dưa leo lên. Đây là dĩa cơm tấm siêu xịn mịn luôn rồi. Rồi bỏ cà chua lên trang trí này. 2 miếng, 3 miếng luôn. Đấy. Rồi ok. Bây giờ là sẽ lựa những miếng sườn tôi thích nhất. Vào lên. Đây, 1 miếng, 2 miếng. Chục đây ở nhà nên mình bỏ vô thôi chứ ngoài tiệm ta bỏ 2 cục à. Thêm một cục găng đi. Thêm một găng làm mềm mềm, tôi không thích ăn găng các bạn. Chỉ có Châu thích ăn găng thôi mà. Các bạn sẽ được gặp Châu ở trong thời gian sớm nhất. Các bạn comment đi. Có muốn gặp lại Châu sau bao nhiêu ngày tháng Châu núp bấm không? À đúng rồi, quên. Thiếu mỡ hành nữa. Rồi quay gần cận lại nè. Ngon một miếng nó cứ ứ đi à. Đây là mỡ hành các bạn. Châu thắng. Thì do là hành lé, tôi hết lé rồi còn cũ không à. Đó. Rồi. Hết luôn. Chị, nó chút luôn trong trang nữa chứ. Đâu ăn. Rồi, đây là chén nước mắm dẻo này. Thần thánh. Thần thánh đâu mà thần thánh, chưa ăn thần thánh. Rồi, bây giờ chụp một tấm hình trước đã. Rồi ok, thì khi ở ngoài tiệm á các bạn vô trong quán các bạn sẽ nói làm gì? Kêu cô cho con một dĩa sườn, nếu hôm nào mà đầu tháng á xin việc cô cho con một dĩa sườn. Hai trứng. Thêm sườn nha con, với lại là còn cơm thêm là không ăn cơm thêm luôn, đỡ bụng chút nữa tối mà ăn cái khác. Giờ là mình đầu tháng mà bạn. Chụp nó được miếng nhiều vậy sao tập của tôi nó xấu tính thiệt hả chứ. Rồi, nhưng mà xem bạn cái trong lúc mà chờ đợi cô đem dĩa sườn ra thì mình phải kêu là cô cho con thêm một ly trà đá nha. Đó, nên là tôi đã làm cho nhúng nhất, nhưng mà đang tưởng tượng đây là ngoài gì ta, vỉa hè. Đó, ngày mai Châu bộ phận sửa clip nhớ cắt hình này và ghép cho anh vô vỉa hè. Trà đen lên Facebook các bạn. Trà giống ngoài vỉa hè. Đó, trà đá nè. Trà đá nóng luôn. Trà nóng đá. Trà đá trong rồi, đây là gọi là trà đá nó mới đúng chứ, trà nóng đá là đúng. Đấy, 2.000 đồng một ly nha. Tính tiền đây nè, dĩa sườn là 70, trà đá 2.000 nó là 72.000. Thì giờ nó mới đúng. Đây một ly trà đá. Rồi, thì bây giờ là sẽ bước vô thưởng thức nước mắm. Rồi cẩn cảnh đi. Đây bạn. Nước mắm chơi không? Thường ăn ở quán cơm Sài Gòn á là người ta sẽ cho nước mắm sệt sệt. Đấy, như vậy. Nước mắm sệt sệt này. Mắm kẹo. Đó, tôi ăn nước chấm ít lắm các bạn. Rồi. Đó, đây là nhìn nó rất là giống ngoài tiệm rồi đó. Rồi, từ từ mùi mắm hơi kẹo một chút. Lấy lên. Rồi, giờ là sẽ xới nó lên, không còn đẹp nữa. Đến lúc ăn rồi. Đang ngoài tiệm là sinh viên mà, ăn đớt. Đầu tiên là sẽ ăn một muỗng cơm trước đi. Nhớ cơm sườn ngoài đường các bạn ơi. Rồi, tấm miếng sườn này, nói chung cơm với nước chấm là được 8 trên 10. Rồi giống mà tiệm mà. Giờ nó hơi đặc chút nhưng mà tôi ăn nó lắm lắm, làm xíu xíu thôi. Nhưng cũng rất là ngon các bạn. Giờ là tôi ăn miếng sườn, thưởng thức miếng sườn nha. Về màu sắc thì là chấm điểm là ok rồi đó, nhưng mà thôi coi thử ăn thử nữa nha. Trời nó rụt ra luôn kìa. Trời
Ai ướp cái xương này? Em ướp. Nãy tôi dọn đều tôi qua nha. Tôi ướp à. Chứ xong đoạn sau phải ướp lại đó. Cho ướp lại nè. Thơm lắm. Có dĩa cơm sườn thôi mà làm từ sáng giờ tới tối giờ mới xong. Nếu như mà dân nhanh thì là làm nhanh. Còn tụi tôi là nghiệp dơ bạn phải lên mạng học nữa. Nhưng mà dài làm chắc mở tiệm được rồi. Với lại mấy cô mà tiệm mà, với lại thực sự mua hàng ngày á, ai đâu đánh mà kỳ công mà làm từng không đoạn thế này đúng không? Mình chỉ có đem mà mua cho nhanh cả 25.000 à. Chứ nào mà làm như đây không thì nhiều khi nó còn tốn kém hơn. Thì nói chung á, nói chung là nước này á, mà tôi muốn làm cho một đứa không sườn đỡ gọi là sao ra gửi nhớ đỡ thèm không nhận cho tôi mà cũng cho rất nhiều bạn sinh viên thuê đặc biệt ở Sài Gòn, bởi vì những cái món ở Sài Gòn như là không thể nào thiếu nữa nè, cơm tấm bánh mì đó. Đi đâu bạn gặp ở quận nào cũng có, phường nào cũng có hết, thì chắc tôi nghĩ rất là nhiều bạn đã rất là lâu rồi không được thấy cái dĩa cơm tấm nó ra sao. Thì tôi muốn làm clip này cho tôi cũng như là rồi các bạn ở đây có một cái gì đó xem thú vị nhân cái ngày dịch quá dài dẳng này, thì tôi rất mong là sắp tới dịch nó sẽ hết cho mọi người cũng có thể ra ngoài đường thưởng thức cũng như là được bắt nhịp lại cuộc sống hàng ngày. Rồi thì là giờ tôi đã thưởng thức nói chung là sơ khai cái như ta hết cái phần độ đẹp của nó, độ ngon của nó, nói chung là sao ok hết rồi thì tôi sẽ vô đợi ăn no. Nhưng mà đoạn ăn no này thì chắc nó cũng khá dài, clip nó khá dài rồi. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.